Rồi, chào mọi người. Mọi người cho phép Cú Ca nổ lại một chút nha. Vốn á, cái con sóng lên này nó chưa đi hết nha mọi người. Nên khả năng nó sẽ lên một nhịp nữa ở trên này. Và sau khi á, thằng H4 nó hoàn thành cái nhịp tăng của nó rồi, nó sẽ điều chỉnh. Các bạn thấy cái vùng đáy nha mọi người, nó có. Rồi, tùy khi chúng tôi để mọi người yên tâm là cái... Ok, như vậy mình vẽ một cái con đường rất là rõ ràng để chúng ta bắt Bitcoin vào ngày 27 tháng 2. Và hôm nay thì cái... nó lên đúng như cái điểm mình vẽ luôn các bạn, 43k này các bạn, lên đúng 43k rồi. Và mọi người có thấy là mình vẽ quá chuẩn không các bạn? Bạn có thấy Cú Ca có thể làm họa sĩ được không, đúng không nào? Vậy bây giờ thì làm sao? Giá đã boom rồi, chúng ta làm gì? Mời các bạn xem Cú Ca phân tích Bitcoin ngày 1 tháng 3, đầu tháng luôn các bạn. Và đây là 8:25. Thì trước khi mình phân tích đó, thì mình mong anh em dành một chút thời gian để xem những cái video này nè. Mình làm rất là tâm huyết nha mọi người. Mình nói về bạn có hiểu đúng về uptrend này. Uptrend là cái thời điểm mà bạn kiếm rất nhiều tiền, altcoin bay rất mạnh nè. Và mình nói về các nhà đầu tư mới thì có nên làm gì ngay bây giờ. Mình có nói về cá mập đi ăn theo đàn nè các bạn. Mình nói về holder và trader này. Mình nói về cách vực dậy sau thua lỗ. Và mình có nói về bí mật của nhà cái, bí mật của altcoin trong thị trường. Và cái video này thật sự mình chỉ dạy trong cái lớp chuyên sâu của mình thôi, không bao giờ mình public ra ngoài. Tuy nhiên thì mọi người bây giờ vẫn còn cố chấp với altcoin nên mình mới ra video này để mọi người bớt thua lỗ nha mọi người. Mọi người đây là tâm huyết của mình nên mọi người coi cái này nhiều vào. Mình sẽ có series thứ hai để mọi người bớt bớt thua lỗ và có thể kiếm ăn được với altcoin. Rồi, bây giờ mình quay trở lại với thị trường. Bây giờ Bitcoin nó tăng một phát từ cái điểm mình vẽ lên, trùng với cái khoảng Fibo 0.5 tới 0.6 đó các bạn. Đó, mình vẽ lại nè. Đó, nó xuống cái giữa khung Fibo 0.5 và 0.6. Và mình cá nhắc mọi người có thể bắt con Ether, đúng không nào? Con Ethereum mọi người có bắt được không nào? Ethereum đâu nào? Con Ethereum thì mình đó, mình có vẽ cho mọi người một cái đường là khoảng 25k5 đó. Mình nói mọi người bắt khoảng 25k5. Nó bắt theo BTC. Và mình hy vọng là các bạn cũng bắt được con Ethereum rồi. Đó, Ethereum này. Đó, nó cũng tìm cận cái vùng 25k5 này mọi người. Đó, rồi. Như vậy thì mình nghĩ mọi người cũng ăn cũng tương đối rồi. Bây giờ thì chúng ta chỉ canh chốt lời thôi, không vô thêm, không nhồi lệnh nha mọi người. Tại vì cái điểm bắt quá đẹp rồi. Chúng ta sẽ không nhồi thêm lệnh. Mà bây giờ chúng ta sẽ canh chốt bắt lệnh. Thì chúng ta sẽ chốt như thế nào? Chúng ta sẽ phân tích thị trường từ cái khung tháng, tại vì thị trường nó mới đóng cái nến tháng mà, đúng không nào? Thì đó, như mọi người thấy cây nến tháng á, đây là một cây xuyên thấu này mọi người, gần giống như một cây xuyên thấu, và nó muốn volume của nó thì tương đương với cái cây nến phía trước, tháng trước. Như vậy thì ta thấy thị trường đang cân bằng ở nơi này nha mọi người, đang cân bằng và cái lực giảm nó đã bị triệt tiêu rồi. Thì bây giờ chúng ta như mình nói hôm hôm trước là cái chuyện mà nó về 30k nó sẽ là phải chạy hết con sóng này thì nó mới về 30k. Cái chuyện nó sẽ tính sau. Bây giờ chúng ta sẽ xem này. Khung tuần thì hôm 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 trước mình phân tích rồi, khung tuần nó lên cái cây cũng đẹp. Nó lên cái cây. Tuy nó không phải cây pin ba xanh nhưng mà như mình nói blend mình đã vẽ ra rõ rồi. Có một chút thay đổi trên cái cây nến tuần nhưng mà nhìn chung á về nến H4 các kiểu nó vẫn đi rất chuẩn theo cái phân tích của mình. Rồi, bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là nó tăng rồi. Như vậy thì vì sao nó dừng lại ở chỗ này mọi người biết không? Đó là trên khung thời gian 3D. Nó đã gặp một cái hỗ trợ. Đó cũng chính là cái đường trung bình động chu kỳ ngắn, trung bình động chu kỳ ngắn của thằng 1D, của thằng 3D. Nó rơi vào tầm 44k đó các bạn, 44k. Đây, 44k. Đây là chu kỳ 3D nha mọi người, trung bình động chu kỳ 3D. Nó đi qua cũng rất là nhiều cái đỉnh và cái đáy này mọi người, rất nhiều cái đỉnh và cái đáy này. Đó là một đường hỗ trợ cũng mạnh. Tuy nhiên thì mọi người sẽ không có thấy rõ nó cái hỗ trợ này đâu. Và cái vùng hỗ trợ mạnh hơn á là nó nằm ở vùng 48k mọi người, 47 48k. Vùng 48k là cái vùng 48k đây là cái vùng kháng cự cũ này mọi người, đây. Kháng cự cũ. Nó cũng đi qua rất là nhiều cái đỉnh và cái đáy. Mọi người muốn vẽ được những cái đường hỗ trợ kháng cự này thì mọi người phải tập vẽ nhiều thì nó mới quen thôi. Và cuối cùng là cái đường ở vùng 52k, 52k nó rơi vào trên khung 2D này mọi người, nó rơi vào khoảng đây 52k.
Thì plan của chúng ta là gì? Ai mà bắt được ngon lành cành đào rồi á thì giờ chỉ có chuẩn bị mà chốt lời thôi nha mọi người, chuẩn bị chốt lời thôi. Tại vì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mà mua lên nhồi lên thì khả năng toang rất là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ chốt lời. Trước mắt thì chúng ta cái vùng như mình nói á, cái đỉnh nó mới vươn lên á, cũng là một cái vùng kháng cự, mọi người có thể cân nhắc chốt 20% ở chỗ này. Tiếp theo ở vùng này chúng ta nên chốt khoảng 50%. Và còn lại chúng ta sẽ gồng lên tới đây 30%. Đó là một cái plan để chúng ta ăn vừa mồm, mình khẳng định với mọi người là vừa mồm nha. Tại vì sao vừa mồm? Ở một cái thị trường crypto như thế này các bạn thấy không? Vài quả tên lửa là làm cho giá sập xuống, mà vài cái hiệp định là làm cho nó bơm lên. Nên chúng ta không bao giờ lường trước được phía trước nó sẽ là gì. Mình nhắc lại là cú K, vì sao cú K chỉ vẽ như thế này? Mọi người có thấy không? Tại sao cú K vẽ chỉ có mấy đường thôi? Đây mọi người nhìn này, cú K chỉ vẽ vòng một tới nè. Tại sao cú K không tiếp tục vẽ lên trên cái đồ thị á? Tại sao mình không vẽ lên đồ thị thêm vài vòng nữa các bạn? Tại sao mình không vẽ 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 vậy mà mình chỉ vẽ có một chút vậy thôi? Tại vì trên thị trường mình chỉ có thể soi được một đoạn phía trước thôi, còn một cái đoạn nữa là sương mù, chúng ta không thể thấy được cho tới khi chúng ta đi tới chỗ này. Các bạn nhớ như vậy nha, cú K vẽ được bởi vì cú K thấy nó, còn ở phía xa hơn thì sao, mình không thể thấy được. Mọi người nhớ nha, mình cũng là người không phải là thần thánh gì, nên là cái đoạn mà mình thấy được mình sẽ soi cho mọi người, còn cái đoạn nó mù thì mình bó tay nha, mình phải chờ cho thị trường nó phán quyết ngay chỗ đó rồi nó mới đi tiếp được. Như vậy thì bây giờ á, những cái nơi mà hỗ trợ kháng cự mình vẽ ra rất là rõ cho mọi người rồi á, thì mọi người bây giờ đã ăn rất là nhiều rồi, mình nói thật là ăn rất nhiều rồi. Tại vì lúc mà nó rơi xuống cái vùng mà như mình hướng dẫn mọi người bắt đó, khoảng 37k đó mọi người, có lúc nó rơi xuống 36k, 36k8, 36k7 này mọi người, thì cái vùng này lên tới vùng này các bạn cũng biết rồi, Bitcoin á, nó đã bay 20%. Mình nói lại nè, mình cho các bạn ăn một cái kèo 20% chỉ trong vòng một ngày thôi nha mọi người, 20% Bitcoin trong vòng một ngày thì mình nghĩ đó là quá tuyệt vời rồi. Mọi người sẽ tự cân nhắc về hành vi đầu tư của mình, và như mình nói, chốt lời không bao giờ là sai, và mình đã vẽ cho các bạn những cái mức hỗ trợ kháng cự và những cái mức chốt lời mà chúng ta nên nên đút tiền vào túi. Đó là gì? Cái vị trí đầu tiên trên khung thời gian 3D đó là cái đường trung bình động, và nó là cái mức kháng cự cũng tương đối. Tuy nhiên mình chỉ nên chốt khoảng 20% thôi, và nếu mà ai sợ thì có thể chốt thêm, nhưng quan điểm của K chỉ chốt 20% vùng này đó, và chúng ta có thể đợi nó lên tiếp tin tiếp và chúng ta chốt dần ra. Và đừng bao giờ nói là tôi muốn chốt 100% ở đỉnh. Tư duy sai lầm của một người chúng ta quá tham lam, trong cái thị trường này chúng ta cứ muốn ăn 100%, chúng ta luôn muốn chốt 100% ở đỉnh để ăn tuyệt đối, ăn nhiều nhất có thể, mà chúng ta quên mất là mỗi lần thua lỗ chúng ta cũng thua nhiều nhất có thể. Mọi người có nhớ không? Chúng ta như thua cũng nhiều nhất có thể, bây giờ chúng ta lại muốn ăn nhiều nhất có thể thường thì chúng ta sẽ thua nhiều nhất có thể và ăn ít nhất có thể, đó là tâm lý chung của mọi người. Vậy thì mình sẽ cân bằng lại, mình sẽ cắt lỗ sớm hơn và mình sẽ gồng lời tốt hơn một chút. Như vậy thì đó, như mình nói, chốt lời mình nên chốt, mình nên chốt, mình nên chốt, mình cứ chốt dần lên thôi mọi người, và đừng bao giờ muốn chốt được 100% tại đỉnh nha. Tư duy sai lầm chỉ khiến mọi người xuống lỗ nhanh hơn đó. Rồi thị trường chỉ có vậy thôi, hiện tại thì giá đang tăng mà, mọi người đừng có sót nha, đừng có nghĩ đến chuyện mà cản tàu nha mọi người. Cản tàu thì cần nhiều kinh nghiệm á, mà với lại cần nhiều sức mạnh á, chứ không phải cản đâu. Giả sử bây giờ á, cú ca có 100.000 Bitcoin đi, ví dụ mình có 100.000 Bitcoin đi, mình cản tàu được không các bạn? Mình cản rất là dễ, mình xả xuống cái là nó móp liền. Nhưng mà mình không có số lượng đó, và mọi người chắc chắn ngoài kia vô lệnh cùng lắm là vài triệu đô hết cỡ. Mọi người đang theo dõi kênh của K cùng lắm một lệnh 1 triệu đô là hết cỡ. Như vậy thì mọi người xả xuống thì nó chẳng ngứa ngẩm gì với thị trường nha mọi người. Nó chẳng ngứa ngẩm gì đâu. Vì vậy nên đừng có mơ mà chúng ta bước ra cản tàu lúc này. Tàu đang chạy, chúng ta chỉ nên xuống bến, từng bến, từng bến, từng bến, chứ không nên đứng cản cái tàu lại. Ok. Rồi, plan đã rõ ràng. Lãi thì đã có rồi, đút vào túi là chuyện rất đơn giản, mọi người phải tập làm cái việc đút tiền vào túi. Đó là việc làm mà mình nghĩ rất là thú vị và rất là sướng. Đừng có tham ăn hết thị trường, nhớ nha mọi người, đừng tham ăn hết thị trường. Rồi. Bên cạnh đó mình thấy mấy cái altcoin nó cũng chưa bay nhiều nè mọi người. Như mình nói, Luna thì cũng vẫn vòng vòng như đó thôi. Đặc biệt mình thấy con Ether mọi người rất là thơm nè, mọi người bắt con Ether rất thơm nè. Mình thấy nhiều người bắt được con Ether. Tuy nhiên các bạn thấy không, Ethereum nữ hoàng chúng ta bay yếu hơn cả Bitcoin. Mọi người nhớ nha.
Bitcoin lần này mới là vua nè, mọi người thấy không? Bitcoin mới là vua, những cái con khác bay đâu bao nhiêu đâu. Son rồi bay không đáng kể, mọi người thấy không? Bay không đáng kể, Near rồi yếu đuối. Đương nhiên những con này nếu Bitcoin duy trì được ở trên một chút thì nó sẽ bay nha mọi người. Nếu Bitcoin tiếp tục duy trì được ở trên cái vùng 445 47k thì Oncoin nó sẽ có cái mùa nó bay. Rồi, bây giờ mình soi một chút về Bitcoin dominance xem sao. Oh man. Các bạn có vẫn thấy là thằng Bitcoin dominant nó vẫn tăng không mọi người? Như vậy vốn đổ về Bitcoin thôi, làm gì có Oncoin. Và mình vẫn chưa thấy một cái kháng cự tốt để cho Bitcoin dominant nó quay lại, nó bật Oncoin lên. Như vậy thì chúng ta cũng cẩn thận ở cái vùng này khi đánh Oncoin nha. Và mình mọi người Oncoin thì mình nhắc lại nè mọi người, Oncoin thì mình năn nỉ mọi người á để tránh thua lỗ cho mọi người á, thì hãy xem video này Kuka bóc trần Oncoin trong thị trường Bitcoin và lý do bạn bị mất tiền khi đánh Oncoin như thế nào, cách khắc phục như thế nào. Mình có làm cái video rất rõ rồi, người đánh Oncoin phải rất cẩn thận đối với cái giai đoạn này. Chiến sự thì Bitcoin nó nhảy, còn Oncoin thì thôi á, xẹp lép như con tép luôn. Mọi người thấy không, Oncoin xẹp lép rồi, vừa rồi nó bâm như vậy mà Oncoin còn đuối quá mọi người à, đuối quá. Rồi như vậy thì để xem bao nhiêu phút rồi, cũng video này cũng dài rồi nha mọi người. Đó, mình có một cái chuỗi series để mọi người có thể mới đầu tư á, ít hiểu biết về thị trường á, có thể xem cái danh sách này, tư duy đầu tư trade Bitcoin này. Đây mọi người sẽ học được những cái thứ rất là giá trị và thậm chí có những thứ rất là bí mật của mình cũng cho mọi người rồi. Thì đó, mọi người tâm huyết của mình, mọi người nên xem để mọi người phát triển cái tư duy của một người đầu tư, chứ không phải là lao vào thị trường nhờ vào thằng bạc kiếm cho chúng ta một chút tiền rồi sau đó thằng bạc lấy lại hết nha mọi người. Đó, chúng ta hãy cẩn thận với thị trường này, nên bổ sung kiến thức chứ không phải là cứ lao vào tiền lớn là chơi càng mất càng nhanh nha các bạn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem, nhớ bấm vào cái nút cái chuông để mình tra kèo ngon hơn nha các bạn. Và vừa rồi mình tra kèo mình thấy ít người theo quá ha, lần sau mình sẽ không cho một cái kèo rã như vậy nha mọi người. Cái kèo này rõ ràng quá, nhiều khi thằng CZ nó me nha mọi người.